Ghế đẹp quá. Sao thời gian lâu rồi còn dặn vợ chồng không lâu không không Út? Có gì đâu mà dặn. Dặn chim sâu không? Dặn nó làm kiểu như nó này, dặn mình không có thời gian trước thì nó ngay đi rồi cũng thấy nó cũng thương nó. Biết rồi cái giờ mình cũng thấy cũng không, cảm thấy cũng không thương nó nhiều. Không thương chim sâu hả? À. Sao không Út? Thấy thời gian nó mới đi về dưới rồi cái dạng tùm lum tùm lè cái chuyện đó. Chuyện dữ ha. Sao mà cũng như mình ở đây mình có nhà có cửa đồ khang trang đồ vật chất đầy đủ gì mà hai chồng anh Long không ở đây mà đi xuống Vĩnh Long ở dưới làm gì dưới chú? Cái chuyện nó muốn đi thì nó nghe lời, nó đi thì nó đi chứ biết sao giờ. Nó người cha mẹ già ở đây thì con cái cũng ở đây, nhà cửa thì khang trang mới cắt lên thì thôi ở nhà làm ăn đi, mà nghe lời ai mà đi Vĩnh Long làm gì chứ không biết. Vậy là lúc đó là tự anh đi chứ mình đâu 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 có xua đuổi gì đâu không? Không, tự vợ chồng nó tự đi vậy chứ mình này đâu có nói gì nữa. Dạ. Đi không biết luôn mà. Ủa vậy là đi không không nói với ông Út Bốn luôn hả? À? Không biết luôn. Thì 2-3 ngày sau mới biết nó ở dưới thì nó ở dưới luôn rồi. À. Rồi ở dưới rồi tự lo tự lấy là nó cắt nhà rồi kia nào ở dưới luôn. Rồi. Dạ, tức là hai vợ chồng mình không có kêu đi ha, tự hai vợ chồng của anh Long đi ha. Dạ. À, hai chồng anh Long với chim sâu là đi xuống Vĩnh Long là cắt nhà dưới là không có bàn trước với chú Tiếm Út. Đâu có bàn bỗng gì với tự do nó làm với tức là đi bất ngờ. Đi bất ngờ đó. Ha. Đi bất ngờ. Nó đi gì dưới thì cũng có người ta lo cho nó, vậy dạng này nó ở dưới rồi nó cắt nhà thì biết nữa, chỉ dưới nó cắt nhà vậy thôi chứ còn cái này cũng đâu có biết bọn gì. À, ông Út vô Út là chắc đâu có đi xuống dưới lần nào đâu ha? Không, xuống dưới làm gì chứ. À. Xuống dưới thăm con rồi coi nó sống làm sao. Để con mình nó đi xa rồi không biết nó sống làm sao nữa. Cha mẹ mình đâu có bỏ con đâu. Dạ. Tại con bỏ mình mà vậy nha. Bữa hổm đó là có người mẹ của chim sâu, mẹ ruột của chim sâu đó về tới đây cũng ghé gia đình của chú Thím đó, rồi chú Thím có bàn gì về tương lai của Long với chị Phụng không? Không có vụ đó không biết. Ghé là có ghé dạng gì chứ còn bàn tính này kia là chuyện đó là không có hiểu vô đó. Cái đó là như là tự mà mẹ chim sâu mà nó ghé ở đây thì chỉ là hầu chơi vậy thôi, chút vậy là đi chứ đâu có mà ấy bàn tính chuyện gì vậy. Như ghé đây chơi chút xíu rồi đi chứ không có bàn về cái vấn đề của chị Phụng với Long, cái tương lai của hai đứa con ha. Vụ đó không biết, hai bên người lớn là không có nói gì vấn đề gì đó ha. Nghe nói là chỉ có bàn là bắt chim sâu về vậy đó. Thì đó Út cũng không có nghe gì đó. Thì đó lên ở dưới làm gì đó làm gì đó. Út cái này Út không có hiểu cho lắm. Bây giờ từ lúc mà anh Long với chị chim sâu đi về dưới là không có nói với ông cô Út với chú biết trước. Đi là bất ngờ ha. Đi rồi 2-3 ngày sau mới hay mà mới biết nó đi đâu đi chỗ nào dạng gì. Yeah. Thì bữa hổm anh Long có về ha? Có, nó cũng về chơi lát gì bữa hai gì đó rồi nó đi trở về dưới rồi. Nghe cốt nói là cũng vô nhà cũng ngủ ở trong phòng luôn. Giờ ở dưới về đây thì như nó ở chơi bữa hai thì giờ nó ngủ đâu thì cũng trong nhà chứ ngủ đâu giờ. Dạ. Chim sâu có hỏi ông Út không? Không. Không giờ muốn luôn hả? Không có
Trời ơi, bởi vì chim nó sâu lên đây thì tự lên đó, nó đi lên nó bán số của nó, thì cũng như mà về đây thì như Út mà giờ mình thấy cảnh Út cũng biết rồi, dạ lớn tuổi có mặt gì được ra đồng tiền, thì cũng như giờ phận sự nó lo vẫn là đồng tiền bạc rồi vợ chồng nó sai, vợ Út cũng lớn rồi đâu có mặn việc ra đồng tiền đâu, về chơi giây lát thì nó đi. Cua nó về đây nó ít coi nhà lắm, chim sâu á, chim sâu á, ở quán này vô nhà rồi cái là nó ấy, khi nó đi bán số lại còn mấy rồi nó vô phòng nằm đó. Tới giờ, tới giờ hãy đi. Không hỏi ông già chồng, không hỏi bà già chồng luôn. Không biết, nó có hỏi bà không, vụ đó Út không biết, mà còn Út cái gì nó hay nó đi ngang qua vậy rồi. Tức là đi ngang qua vậy không dỗ luôn hả? Bởi vì mà chim sâu bệnh cũng không có, giờ cũng không có trách nữa, thấy cũng tội nghiệp. Ủa xe này sao bị xúc tắt xe đây ta? Giờ hai vợ chồng bệnh chịu luôn không Dốt? Hả? Xe sao bị xúc tắt xe đây vậy? Lo không nhau chứ gì biết sao giờ. Dạ, bị viện này thì ông khỏe thì lo cho bà. Dạ. Dạ, bà khỏe thì lo cho ông chứ. Xe tải ngã trên đường. Có ông Long rồi giờ, ông Long ông cũng thương vợ không biết sao. Xe tải ngã trên đường. Thí dụ như chim sâu mà nó thay đổi tính tình mà mình có chấp nhận không, cho nó về không? Không thì mình nói chung ra mình cha mẹ thì cái chuyện đó thì nó như là lấy ra mình để chỉnh đốn nó lại cái dạng đó cho nó, mà đừng có thấy là cái tính tình nó đổi ý là khác, thì cái chuyện đó thì trong gia đình thì nó vui vẻ. Dạ. Yeah. Còn cái này thì tính tình nó không thay đổi được, cái chuyện là nó cũng hầu đó giờ mực nào tính cái mực đấy, nó không thay đổi được. Tới ngày hôm nay cũng vậy ha, nó thấy nó cũng vậy chứ không có thay đổi được. Nói chung ra thì ở trong nhà thì bả thì ngay thì dọn dẹp này cái nọ, còn nó thì nó đâu bỏ qua không làm gì chân ha. Ăn dơ ở giấy này kia nọ bà thì bé bức rứt. Dạ. Yeah. Ở gì thì ở nó cũng hơi khó khăn trong nhà. Dạ. Yeah, đúng rồi. Không lẽ trong gia đình gì đâu có ai nữa. Hỏi với vợ thì có mình nói với bà thôi. Yeah. Trong nhà trong cửa nó sạch sẽ. Còn cái trong gì nó mặn cái gì nó cũng không mặn. Ngủ thì tới 11, 12 giờ trưa mới thức, kêu mới thức, còn không kêu thì cũng không thức luôn. Dạ. Yeah. Nói chung ra bây giờ mình lớn tuổi rồi, thấy như vậy rồi không ai mà buồn. Dạ. Yeah. Bởi vì nhà cửa mà người thì sạch sẽ, còn người thì bày bộn thì cho nên nó cũng bất cứt không, không nó cũng khó lòng người, cũng khó lòng nó sống chung nhau lắm nhận vậy. Giờ cái không mà một mặt có cái là dặn nếu mà nó về đây thì kêu nó về nó ở bên cái nhà bên kia tôi muốn bệnh, nó cũng không chịu, lâu nó không chịu. Nhà đâu không? Bên sông bên chỗ ở mà bên đó. À, chỗ bán gà vậy đó hả? Ừ. À, có kêu luôn không? Ờ, nó về đây kêu nó đâu giờ ở dưới nó ở không được. Thì thấy dạng thôi giờ nếu về đây hai đứa về đây thì ở bệnh đi. À. Nó cũng như mình, nó cũng như để cho nó gì nó bệnh cho con chim sâu nó có thay đổi gì không. Dạ. Yeah. Từ từ mình hả tính nữa. Dạ. Yeah. Còn này Nhân Long nó không chịu. Chứ mình cũng không có bỏ con ha. Đâu có bỏ con đâu. Dạ. Yeah. Con dâu cũng vậy ha. Cho thay, cho sửa đổi ha. Cho nó ở bên đó rồi cho nó từ từ nó mặn ăn rồi sửa đổi lại. Dạ. Tình nữa đó. Ý của nó không chịu rồi. Không chịu. Giờ ấy là mới chở gì dưới lên nữa. Ừ. Thì cái nhà dưới mới sửa lại đó. Dạ.
hôm đó là cắt bên cái nhà chơi trước thì chỉ là nó quay lại thôi, mà bên đó thì bên cái kêu cái gì vô trong cái được pháp bên nhà nước như này, cái trong cái đường cao tốc hay gì đó những dính ở vô đó thì nó nhà nước đuổi. À vậy đó hả? Nước đuổi rồi mới sửa lại xong, mới vừa xong đó rồi nó